bản nào đưa U20 Việt Nam vượt qua vòng bảng U20 châu Á 2023. Chiến thắng 2-1 trước U20 Qatar vào khuya 4.3 giúp U20 Việt Nam tiến gần ngưỡng cửa vượt qua vòng bảng U20 châu Á 2023. U20 Việt Nam đã kiên cường đánh bại U20 Qatar để giành chiến thắng thứ hai ở giải U20 châu Á 2023. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vượt lên dẫn bàn nhờ công của Quốc Việt ở phút 45-3, trước khi để đối thủ gỡ hòa ở nửa cuối hiệp 2 với bàn thắng trên chấm phạt đền. Dù vậy, pha đánh đầu ngược của Văn Trường đã giúp U20 Việt Nam thắng chung cuộc 2-1, qua đó bảo vệ thành công ngôi đầu bảng. Với 6 điểm sau 2 trận, U20 Việt Nam đã ở gần vòng tứ kết. Ở lượt đấu cuối cùng, nếu U20 Việt Nam thắng hoặc hòa U20 Iran, đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có mặt ở tứ kết mà không cần quan tâm đến kết quả trận còn lại. Trong trường hợp U20 Việt Nam thua U20 Iran, còn U20 Úc không thắng U20 Qatar, thì U20 Việt Nam vẫn chắc chắn có tấm vé lọt vào tứ kết. Còn trong trường hợp U20 Việt Nam thua U20 Iran, còn U20 Úc thắng U20 Qatar, lúc này ba đội tuyển gồm U20 Việt Nam, U20 Úc và U20 Iran sẽ cùng có 6 điểm. Ở giải U20 châu Á, tiêu chí đối đầu trực tiếp được sử dụng để phân hạng các đội tuyển bằng điểm trong cùng bảng đấu. Ba đội sẽ có hiệu số đối đầu bằng nhau, do thắng lẫn nhau, và phải phân hạng bằng hiệu số bàn thắng bại trong các trận đối đầu trực tiếp. Sau hai lượt trận, U20 Việt Nam đã thắng U20 Úc 1-0, U20 Úc thắng U20 Iran 3-2. Do đó, nếu U20 Việt Nam thua U20 Iran với cách biệt hai bàn trở lên, thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn sẽ bị loại. Còn trong trường hợp thua với cách biệt một bàn, U20 Việt Nam phải ghi ít nhất 3 bàn trở lên, ví dụ thua với tỷ số 3-4. Nếu U20 Việt Nam thua U20 Iran với tỷ số 0-1 hoặc 1-2, Quốc Việt cùng đồng đội sẽ dừng cuộc chơi. Còn nếu thua U20 Iran với tỷ số 2-3, U20 Việt Nam phải chờ đến các tiêu chí phụ khác để phân hạng với U20 Úc. Tuy nhiên, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Với màn thể hiện thuyết phục từ đầu giải, U20 Việt Nam đủ sức có điểm trước U20 Iran để hiên ngang vào tứ kết U20 châu Á mà không cần quan tâm đến kết quả các trận còn lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.